2 tỷ và thông tin ít người biết về bộ quần áo huyền thoại của Lý Tiểu Long. Đến nay cũng không ai rõ bộ quần áo vàng sọc đen của Lý Tiểu Long trong bộ phim Tử Vong Du Hí thuộc về ai. Bộ quần áo huyền thoại trong bộ phim cuối cùng được thực hiện vào năm 1973. Tử Vong Du Hí từng bị đồn đoán là lời nguyền dẫn đến cái chết của Lý Tiểu Long. Khi chàng võ sư bạc mệnh cùng lúc tham gia diễn xuất cho cả phim này lẫn Long Tranh Hổ Đấu. Ông qua đời sau khi Long Tranh Hổ Đấu ra mắt chưa đầy một tuần, còn Tử Vong Du Hí mới quay được khoảng một nửa. Bộ phim dở dang Tử Vong Du Hí được xem là bộ phim cuối cùng của huyền thoại Lý Tiểu Long. Và tất nhiên, bộ trang phục áo liền quần màu vàng có sọc đen mà anh sử dụng trong phim nghiễm nhiên trở thành một biểu tượng khi người ta nhớ về nam tài tử Đoản Mệnh. Thậm chí, hình ảnh sau này nhiều người dùng để tưởng nhớ Lý Tiểu Long chủ yếu là hình trong bộ phim cuối cùng này. Bộ quần áo đặc biệt này cũng được rất nhiều đạo diễn lấy cảm hứng cho các bộ phim của họ. Nhiều người sẽ thấy nó vô cùng quen thuộc khi xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng Cô Dâu Báo Thù của đạo diễn Quentin Tarantino. Nữ diễn viên Uma Thurman đã từng diện bộ đồ tương tự Lý Tiểu Long, chỉ có khác nó là áo quần rời nhau. Sau này nó còn xuất hiện trong game nhập vai nổi tiếng của nước Anh. Ngoài ra, trong các dịp kỷ niệm hay ngày lễ hóa trang, lễ hội, nhiều người cũng tìm kiếm những bộ đồ mang cảm hứng từ bộ vàng sọc đen của Lý Tiểu Long. Cũng từ đó có rất nhiều câu chuyện hư hư thực thực xung quanh câu chuyện về bộ quần áo của Lý Tiểu Long được rất nhiều người đồn thổi. Có một giai đoạn, người ta đồn rằng ai đó đã tặng bộ quần áo này cho Lý Tiểu Long trước khi anh vào đoàn làm phim. Mặc dù trước đó có người đã cảnh báo Lý Tiểu Long rằng bộ quần nào màu vàng pha sọc đen này xung khắc với mệnh, nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai và quyết định dùng nó để đóng Tử Vong Du Hí. Có tin đồn khác thì Lý Tiểu Long chính là người đã thiết kế và quyết định sẽ mặc bộ đồ này trong phim, mặc lời ngăn cản của đạo diễn. Thậm chí vì bộ quần này mà anh đã có tranh cãi khá gay gắt với đạo diễn và tổ trang phục của phim 2 tỷ và sự thật ít người biết về bộ quần áo huyền thoại. Giữa vô vàn lời đồn thổi, chẳng ai biết thực hư về bộ quần áo này cho đến khi nhà sản xuất phim Morgan tiết lộ. Morgan hiện đang làm việc cho hãng phim Jordan, từng có thời hợp tác với Lý Tiểu Long khi đóng phim Tử Vong Du Hí. Anh cho biết việc Lý Tiểu Long mặc bộ quần áo vàng khá đơn giản, không như những gì mọi người đồn đại. Thực ra, chuyện Lý Tiểu Long mặc bộ quần áo màu vàng xuất phát từ việc chuẩn bị sơ sài của tổ phục trang. Morgan cho biết, thời điểm Tử Vong Du Hí bắt đầu quay là lúc bộ phim Long Tranh Hổ Đấu mà Lý Tiểu Long tham gia đang ở giai đoạn nước rút. Chính vì thế, việc Lý Tiểu Long xuất hiện tại đoàn thường không được báo trước, vì khi nào anh tranh thủ thì mới có thể quay được. Hôm ấy, Lý Tiểu Long tới đoàn phim để thực hiện cảnh quay, nhưng tổ phục trang lại chưa chuẩn bị nhiều trang phục. Theo kịch bản, Lý Tiểu Long và Chaba sẽ có một trận giao chiến nảy lửa. Chaba sẽ tung ra nhiều cú đá và để lại dấu chân trên ngực áo của Lý Tiểu Long. Lúc này, trong tủ đồ của ekip làm phim chỉ có hai bộ đồ thể thao, một bộ màu đen và một bộ màu vàng. Và tất nhiên, chỉ có bộ màu vàng là đảm bảo được yêu cầu của kịch bản. Năm 2013, nhân kỷ niệm 40 năm ngày mất của Lý Tiểu Long, nhà đấu giá quyết định tổ chức đấu giá với bộ sưu tập các kỷ vật từ các chữ ký tới quần áo, trang sức và các loại vũ khí của ông. Trong ngày đấu giá, bộ áo liền quần nổi tiếng của Lý Tiểu Long nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Bộ trang phục có một lỗi nhỏ, phần khóa kéo do tai nạn trong một cảnh chiến đấu và chỉ được định giá khoảng hơn 800 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó, một người mua bí mật đã mua bộ này với giá 100.000 USD, hơn 2 tỷ đồng. Đến nay cũng không ai biết được người đấu giá bộ đồ này là ai, bởi người này không có mặt tại buổi đấu giá mà chỉ gọi điện.